Dạ Linh Phi xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục trở lại với video ngày hôm nay. Thì hiện tại Phi đang có mặt nhà của bé Văn Thị Thu Hiền, 28 tuổi, hiện ở tại khu An Đông. Thị trấn An Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thì vừa rồi Phi có chia sẻ hoàn cảnh của em Hiền, một người vợ, một người mẹ trẻ không may mắc phải cái căn bệnh lạ khiến em nằm một chỗ 7 năm qua. Và đặc biệt là khi em đổ bệnh thì chồng cũng đã bỏ rơi em, để cho em nằm một chỗ với người mẹ, cha mẹ của em là phải đưa em về để chăm sóc quý vị. Thì hiện tại là cô, nãy giờ thì cũng đến đây chờ cô về, cô đi bán vé số về. Thì quý vị cũng đã thấy trên tay cô là cầm góc vé số của đài Đà Nẵng mở thưởng chiều nay hả? Chiều nay mới và chốt và đây. Cháu hôm nay cô bán là có được không? Bốn có mấy chục tờ thôi mấy. Mấy chục tờ thôi hả? Ừ. Nãy giờ con đến đây cũng cỡ nửa tiếng rồi, con chờ cô về. Dạ. Thôi vô nhà cô ha. Cái sách gì nhiều vậy? Rau đồ nè, mua rau gì ăn nè, chứ sách gì đâu. Dạ. Rau đồ. Nước chiên vũ đây, nước dạ. Chài đây. Chiên vũ đây. Rồi cô ngồi đây ha. Phi cũng quen giới thiệu với quý vị, bên trong là chồng của cô. Thì chú cũng mới về đây, chú đi làm phù hộ đúng không? Chú cũng làm phù hộ gần đây và chú nghe cái tin Phi đến thì chú chạy về. Bình thường là bây giờ ngày nào cô cũng đi bán vé số đúng không? Dạ, cô bán vé số. Bán một ngày được vài mấy chục tờ. Dạ. Bố này, trưa về mà sợ em mới làm đó, phải đi mua một chốt cho về em nói ăn cho nó làm có buổi rồi. Dạ. Đó. Là... đi để nước để bánh đồ cho em nó ăn giảm. Đó. Đợi trưa cô về cô mua chốt đồ cho em nó ăn. Dạ. Khi bé đi được thì còn đỡ ha. Đỡ cháu này. Dạ. Đỡ khổ bớt nhúc nhích thì cũng được. Lắm luôn. Dạ. Dạ. Tiểu tiền một chỗ. Như vậy là cô đi bán rồi cô mua cháo cô đem về. Rồi chú đi làm hay là chú cũng ở lại trưa hả chú? Ở lại trưa rồi chiều chú đi, sáng đi chiều chú về. Dạ. Rồi em bữa nay có khỏe không em? Bữa nay mệt hả? Nén quá mệt. Mà sao bữa nay đổi cái đầu qua bên này rồi? Khiên nó qua trong nằm mà đỡ lét. Lét hả? Khiên sai sợ chứ nằm chỗ lét cháy. Cái khiên bây giờ nó lỡ chỗ nào? Đỡ rồi cháu. Đỡ rồi. Nè. Rồi được rồi. Nó lỡ dưới cái mông đó. Lỡ rồi. Thấy xương luôn đó. Đợt trước là lỡ to lắm hả? Dạ. Rồi mình lớn rồi. Kèm bác sĩ đó phải bỏ cái dài rồi chỗ có chỗ mà lép đó phun nước dịch ra rồi. Phun nước dịch ra. Rồi lần nó cô lần cô lần cô lần chứ dịch ra trang đâu là nó lỡ lần nó lỡ vại tử rồi mà. Thúi thiệt luôn mà. Đó. Thì cô chú năm nay cũng 65 tuổi. Sức khỏe thì cũng không có được tốt lắm nhưng mà bây giờ cũng phải ráng đi làm bán vé số rồi làm phù hộ để kiếm thêm cái đồng tiền về lo cho em Hiền. Thì nhìn cái hoàn cảnh của em Hiền bây giờ cũng rất là tội nghiệp. Bây giờ em đau, em nằm chỗ thì không có đi đứng được, không có một cái sinh hoạt là đều phụ thuộc vào cô chú hết ha. Thì vừa rồi Phi có đến đây chia sẻ cũng như là giúp đỡ cho em Hiền cái số tiền là 15 triệu. Và sau khi chia sẻ hoàn cảnh của em Hiền lên thì cũng có một số nhà hảo tâm, cô bác anh chị cũng giúp đỡ thêm một cái khoản tiền nữa. Và con đến đây thì trước hết là hỏi thăm sức khỏe cũng như là sau đó gửi thêm cái số tiền nữa giúp cho em Hiền. Gia đình cũng hết. Dạ. Cô là bị ngọng quý vị, bị ngọng từ lúc đó. Bẩm sinh.
cô nói chuyện nó cũng hơi cả lan cả lan. Dạ, nên quý vị cũng thông cảm cho cô ha. À, nói về người chồng của em Hiền một tí là Phi cũng được biết. Vừa rồi em chia sẻ là mấy năm trước là em bị bệnh rồi cũng được các nhà hảo tâm đúng không? Dạ. À, giúp đỡ cho số tiền cũng lớn ha, mấy trăm triệu ha. Dạ. Khoảng hơn 200 triệu. Dạ. À, à, sau đó là chồng của em là lấy hết tiền đi luôn hả? Dạ. À. Nói chung là bắt đầu là cô quay mới gỡ trẻ đó là nó quen được cái cô vố đó là bắt đầu xuống nuôi em là lơ lẳng lắm anh. Em được thâu chứ không như mấy hầu anh. Ừ. Dạ, cái bắt đầu tự nhiên con nó con nhắn tin điện thoại rồi chia ta ổng rồi cái anh không về với em là em chia ta anh cái vô đàn rạch ăn đá em rồi rước khóc này nọ rồi ổng bỏ em luôn chẳng lẽ em sốc anh rồi. À. Rồi ổng sợ nó bỏ lần nào sốc á mà cô chưa xuống tiệc đó nó đã bỏ con lên về rồi. Dạ, ổng điện ổng điện điện hù em kêu chứ mi mà không máy là ta dẫn con đi luôn rồi rước khóc. À, nó hù em biết anh nào nó lấy hết tiền nó đi nó không có chu cấp cho em chữa bệnh luôn hả? Dạ không anh, 10 ngàn cũng có là con à. Người nó đo thiện á người nó như bị đồng bọn tiếc lắm anh nào. À, ấy là dạ. Là mình đang nằm chỗ mà nó lấy hết tiền nó đi nó theo gái hả? Dạ chứ dạ. 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 Rồi từ đó đến nay là không đến thăm lại em luôn hả? Không, là không có. Có một cuộc điện thoại đi có thăm cũng không có luôn à, anh nha. Gọi cô cũng không gọi luôn. Dạ. À, từ bữa hôm nay, hôm đó đến nay rồi. Không luôn anh. À, ý là từ hôm bữa anh đến ngay thăm á là em có xin thằng cu về đây chơi không? Dạ. Chưa. Nó là tuần sau đây. À. Tuần sau đây. Nó dạ, nhớ. Tuần sau xin tuần cho. Sau đây. Tuần sau xin về chơi. Tuần sau mà biết được hay là không đây. Dạ. Tại vì mà cô đi học. Dạ. Thì nó đi học. Cô đi học. À. Từ đó có mình lên chở còn chưa nó đâu chở xuống đâu. Dạ. Thì ổng yếu rồi, ổng không chở mấy năm trước thì ổng cũng lo ổng có chở xuống về Nam Hải, ổng xui thì ổng bà. À. Như vậy là mình ông bà ngoại lên xin trở về. Lên xin trở về. Xin nhân có điện trước có tùng. Chứ không có đâu, mình có tùng. Dạ. Cũng lắm. Dạ. Mà tội. Giờ mà tàu cô em lắm, mỗi lần nói chuyện. Giờ mỗi lần mà điện em điện nói chuyện với con em mới là cái nó không giống nói to cho em nghe, cái lòng xăng nó nói anh. À. Nói chừng bà nội với bo hắn sợ có bo hắn nghe. Mẹ nó ngồi chở gì cho nó nhỏ mà khác anh. À, nói khi mà ngồi đánh hả? Dạ. Ngồi đánh thì nó nói nhỏ là kêu ngồi chở không về thăm mẹ. Dạ, là em điện thoại là có bà nội nhọn là nó không giống với cho nhọn đâu mà ngỏ à. Nó nói hắn vừa nói gì khác mẹ nó ngồi anh chở gì cho anh khác à. Mẹ chịu không có được nhớ mẹ lắm không chịu dạ. Không được cũng tội ha giờ có đứa con trai mà giờ cũng không được gặp thì cũng nhớ con chịu chi nổi nhớ khác ngủ không được. Cô đó nào cô ngủ không được đâu mà mỗi lần mà cô thức giấc là thấy nó cũng ngủ không được là mình biết là nó nhớ con rồi. Rồi còn có đi em nói gì với anh, em nhớ mấy con cô em nói. Cái gì em hỏi chị Hiếu, con đi học rồi cô bo chở con đi không? Bo vô miết mẹ rồi. Bo đi làm biết không chở đi học. Dạ, bo vô miết mẹ rồi chở con đi. Hầu thì em nào phải chở không thì bất hơi chở rồi con có buồn không? Cái khác anh. Ừ. Em nói mượn khác. Nghĩa là chồng em nuôi cũng không có chăm sóc kỹ đúng không? Dạ, không phải là chăm sóc kỹ, em cũng đi lồm anh, cũng kiếm tiền dạ. Nhờ bà nội. Nhờ bà nội. Chủ yếu nhờ bà nội thôi chứ không. Không có bà nội là cháy. Anh cũng đi làm là anh làm. Ờ, dạ. Không có bà nội tội lắm, bà nội lo cho nó hướng. Đứa rồi mỗi lần mình lên xin là mình phải gọi trước hả? Gọi dạ. Trước gọi là gọi cho bà nội hay là gọi cho gia đình luôn gọi đó à gọi cho ba nó rồi cho ông nội bà nội có ẩm tàu rồi có khi nào mình gọi lên mình xin họ không cho không không có à. Nhưng mà lao thôi thời gian nó lao thôi dạ. Lại ý họ rồi sắp thêm có nghĩa là trước khi mà xin về là mình phải gọi lên trước một tuần à dạ. Đó sắp xếp họ nói là cô nó học yếu để em đi học. Điều là con của em là năm nay là 7 tuổi đúng không? Dạ 3 tuổi anh. Dạ. À, 7 tuổi là trong cái thời gian mà em Hiền lâm bệnh
là sinh được 15 tháng là bị đó, chưa bỏ bố bị đó. Cái thời cái tuổi của thằng cu là bằng với cái năm mà em nằm đúng không, là 7 năm đúng rồi luôn đó, 15 tháng là bị đó. Còn vẫn còn cho con bú bị lúc đó là vẫn còn cho con bú vẫn còn cho con bú cho bú. Mẹ đau nằm dài đây mà con biết không, rồi bú đào vô nằm len ở đây, len nó khác gì mà nó có rửa đó, nằm ngon thì mình mẹ vẫn bú có rửa quá mà con đây thì cứ đau đủ chỗ trên chứ đau đủ chỗ mà ghì xuống để thằng con nó bú. Rồi cái lúc đó là từ cái lúc mà em bị bệnh cho đến năm nay là 7 năm là cái thời gian mình ở bên con cũng không được nhiều đúng không? Đâu không anh, muốn gặp con mà khó lắm anh ơi. Muốn gặp con nhưng mà khó. Dạ, con ruột con gã đâu anh. Nói chung là rất là thương, rất là nhớ con nhưng mà bây giờ cũng chịu. Dạ. Em nói đây, con nói em bà đừng có đá con nghe qua. Mấy đêm nay ngủ khát miết. Mấy đêm nay ngủ khát miết hả? Dạ. Có. Thì lúc nãy Phi đến đây là cái cửa bên ngoài là khóa, không có vô được. Thành thử ra là phải gọi cho cô, và cô đi bán vé số, chú thì đi làm phù hồ. Cho nên là chú chạy về, chú chạy xe về, chú mở cửa. Bình thường là nếu mà cô chú đi thì em Hiền nằm một chỗ như thế này đây, nằm miết trên giường đây rồi ngó ra ngó chỗ này chỗ nào thôi, cũng chắc là cũng suy nghĩ nhiều ha. Dạ, nằm một chỗ như vậy rồi cũng không có ai nói chuyện, không có ai tâm sự. Buồn lắm anh. Nhưng mỗi lần cái gấu này của cô em này em ngồi nói chuyện một mình như bà điên đó anh. Gấu này là từ cao hai năm. Em nói chuyện với con em như điên đó. Nói chuyện như người điên đó hả? Dạ. Ấy là cái gấu là của con em. Mỗi khi mà con em về là nằm cái gói đó hả? Nằm cái gói đó. Nên thành cứ em có không biết. Em cái gói không biết hả? Con của mẹ. Nói chuyện với cái gói đó hả? Trời ơi. Đó. Con của mẹ có rồi. Em cứ gấu đi đây của con. Nũng biết cái gấu. Ê như là cái gói đó là con, nhìn ra con á. Nhìn ra con. Em mới có cái lắc lắc biết hả? Em biết cái gấu khùng của các bác. Không phải con đói bụng mâm con, con đói bụng mâm. Mà cho nghe mà cho. Mà có biết đứt ruột. Con không dám ngáo. Đó. Làm cứ nhìn cái gấu. Nhìn cái gấu. Con nói đó. Dạ, nhìn cái gấu là cứ nói. Để gấu còn còn ngủ là cứ để cái gấu ra kia. Mà gấu. Đó. Cái dây này là giờ là em nãy nói là bỏ vô chân hả? Giờ mà em về cái trưa cái gì cái bỏ vô chân cho em ngồi nãy em trị. Bỏ vô làm thử con coi thử. Nào em trị cho nó. Để mình nâng cái chân lên cho nó khỏi lỡ. Nếu đỡ em tự ăn cho ba mẹ em đỡ. Rồi em rì lên thử, em rì lên em coi thử. Rì lên chứ không? Quý vị cũng thấy chân của em bây giờ nó rút rồi nè. Hai cái bàn chân nó rút. Rì lên nhanh coi chứ không? Đó. Hai bàn chân rút. Hãy rì lưng rồi tới rì chân nhé. Dạ. Cho nó đỡ. Đó, cái vừa đó. Rứa ra hả? Đó. Cứ tọc miếng đó hả? Hãy lần đầu tiên cho quý vị cũng đã thấy bây giờ là em Hiền là phải tập như thế này. Thứ nhất là để khỏi lỡ này, thứ hai là để cái chân mình nó có cái sự hoạt động là nó đỡ teo, chứ còn nằm miết là lần lần nó sẽ teo. Đó. Em cứ tập cố gắng tập như vậy ha. Như vậy rồi em rị như vậy rồi nó có mệt không, mệt người không? Dạ ăn chống chống lên cái giật cái cơ lên chống cái cơ em mới giật hả? Dạ giật cái chân cơ, tự giật cái chân anh nó giật cái chân lên.
Dạ. À, bây giờ là rút cái chân lệnh xong rồi. Dạ. Dạ. Lao quá nó hoạt động cái cơ anh à. À. Dạ. Có nghĩa là em phải hoạt động thường xuyên. Cứ nghỉ một tí em cứ tập đi. Chứ còn lâu lâu em tập là nó sẽ bị dễ bị co rút. Dạ. Ừ. Bây giờ là em bị liệt từ đây trở dạ. xuống đúng không? Dạ. Từ bụng trở xuống. Dạ. Tay hai cái tay thì vẫn còn hoạt động được. Dạ. Còn hai cái chân thì giờ dạ. đã teo đã rút rồi nè. Cái tay của má hoạt động có đây hơi nằm tao hồi nó hồi trước là không cầm được chi chân á. À cái hai cái tay của em là lúc trước nó cũng dạ. cũng yếu. Dạ nói chung là hồi trước lại mất trí nhớ luôn mà. Mất trí nhớ luôn hả? Không nói được luôn, một năm không nói luôn. Không nói được luôn hả? Dạ một năm không nói luôn. Không ăn. Khát mí thùng. À. Không nói, không cười, không ăn. Không ngủ luôn. Không ngủ luôn. À. Thức 100% luôn. Trời. Đêm nụ, tối 30 ngày không ngủ. Mà khuya nữa là nó tầm bậy tầm bò. Nó tầm bậy tầm bò. À, nó có thể là bị ảnh hưởng thần kinh luôn đúng không? À, dạ. Chắc nó, là chắc là do suy nghĩ nhiều rồi. Nó thức, cô cũng thức chứ. Giữ nó. Mỗi lần mà chuyện mà chuyện vay nó là nó mất hết. Má đồ nó trả, ra đồ nó ướt hết. Dạ. Thành cô không đâu có ngủ được đâu. Thức nó biết. Hồi hồi nó tắt em rụng gần hết luôn á. Hồi đó tắt rụng hả? Dạ gần gần rụng gần hết luôn á. Dạ. Một năm không nói chị hát. Mà do ai mà ông con ra mà em đâu biết một con em đâu. À. Lúc đó là do cái khẩu hình miệng của em nói không được hả? Không nói được luôn. Không. Không nói. Lúc đó là bữa trước em nói bị cái gì, cân bệnh gì với đâu? Bị lao hả? Viêm mần đổ. À, viêm mần não. Lô mần lô. Đổ rồi bị lô tỷ sống, tổn thương tỷ sống luôn. Viêm mần não. Lô mần. Lao mần não. Tổn thương tỷ sống. Tổn thương tỷ sống. Lô tỷ sống nữa. Lao tỷ sống nữa. Rồi thì hôm nay anh gửi thêm cho em Hiền một cái khoản tiền nữa ha. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ là anh sẽ đọc cái danh sách các nhà hảo tâm gửi thêm cho em một cái khoản tiền là 21.550.000 nữa. Dạ em cảm ơn rất là nhiều. Thì số tiền này là gồm có cô Thủy Phạm, hội trưởng hội viên FOSA ở bên Mỹ. Dạ. Là 1.000.000. Cô Phấn chú Trung là 1.000.000. Cô Nguyễn Bích Loan là 5.000.000. Anh Tài Nguyễn ở bên Mỹ là 1.150.000. Chị Tuyết Phương là 1.000.000. Một anh giấu tên rể ở Đại Lộc sống ở Hải Phòng là 600.000. Chị Yến Huỳnh ở bên Mỹ 100 đô là 2.300.000. Cô Bích Nga ở bên Úc là 1.000.000. Anh Hoàng Bảo ở Seattle bên Mỹ là 100 đô là 2.300.000. Nhóm Sully Investment ở bên Mỹ là 600.000. Chị Trần Thị Thi ở bên Mỹ là 1.000.000. Anh chị Điền Huỳnh ở bên Mỹ là 1.000.000. Cô Tiên Hồ ở bên Mỹ là 1.000.000. Chị Hà Phạm là 1.000.000. Chị Minh Hoàng ở bên Úc là 1.600.000. Tổng số tiền là 21.550.000. Dạ. Yeah. Thì giờ anh gửi cho em ha. Dạ. Rồi. 1.000.000 này.
Em thay mặt gia đình cảm ơn Quốc Thường Tâm và anh đã giúp đỡ cho gia đình em rất là nhiều. Dạ. Dạ. Thôi giờ cố gắng em ơi. Dạ. Có thêm số tiền thì mẹ em có thêm cái điều kiện để chăm sóc cho em. Mua thêm thuốc, mua thêm baby sữa gì đó cho em ta. Baby là nhiều rồi, chứ còn thuốc thì thốn cô nhận làm. Đúng. Không tốn tiền baby, tại vì baby là nhiều. Chứ bố hiếm em mà trăm trăm rồi. Con mua baby với lỡ nó đau lẹp dẹp rồi, nhức đào số mũi rồi thôi, chứ còn thuốc không nhiều tiền. Dạ. Mua baby nhiều tiền. Dạ, mua baby là nhiều tiền. Mua baby nhiều tiền lắm. Chứ còn thuốc không có tiền. Dạ. Thuốc là không có tiền đó. Rồi, thôi cố gắng này. Rồi thỉnh thoảng thì ông bà ngoại xin dẫn thằng cô về thăm em thôi. Dạ. Em chỉ mong cái điều ước của em sẽ thành sự thật anh Phi. Sao em ước sao? Em mong điều ước của em xin mấy năm trời ông bà cho em biết sao cũng được anh rồi. Chứ em thấy ba mẹ bị lồn về nắng mưa khổ quá em chị không được anh ơi. Thôi cố gắng đi em ha. Thôi thì bây giờ anh cũng đến đây gửi cái món quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em. Giờ em phải cố gắng ha. Giờ anh cũng xin phép đi trước. Có dịp nào đó thì anh đến thăm lại em sau ha. Dạ em cảm ơn với anh Tâm rất là nhiều. Là cô cũng mời hai cháu sau nữa là cô cũng mời những nhà thổ thăm ở bên Mỹ, bên các nước cùng Việt Nam đã giúp đỡ cho con cô trong những thời gian sắp tới. Cô đã cảm ơn. Dạ thôi cô cũng cố gắng ha. Bây giờ cô cũng đi bán vé số hàng ngày cũng rất là tội luôn. Bản thân cô thì cũng bệnh đủ thứ. Khớp. Nhưng mà phải ráng để bán vé số kiếm tiền quý vị. Rồi thì Phi cũng xin thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho em Hiền có thêm cái khoản kinh phí để em có thêm điều kiện ăn uống hàng ngày. Phi xin mấy chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.